Cổ nhân dạy ba cách nhìn người không sai vào đâu. Quý vị thân mến, trên đời này nghèo khổ, khó khăn không đáng sợ bằng nhìn nhầm người, đặt nhầm lòng tin. Trừ khi bạn là kẻ độc hành trên cõi đời này, không mong cầu vật chất, chẳng phụ thuộc tình cảm vào ai. Còn lại, nếu là một cá thể có đời sống như bao người, thì đều cần các mối quan hệ xã hội để mang lại nguồn năng lượng cho cuộc sống của mình. Thế nhưng có những lúc cuộc đời như tuột dốc về con số 0, thậm chí là số âm, chỉ vì lòng người đổi trắng thay đen. Mới đó còn thân thiết, tin tưởng nhau hết mực, mà giờ đây ngoảnh mặt đã như kẻ thù. Vậy làm thế nào để nhìn được đâu là người đáng để ta kết giao bè bạn, trao đi niềm tin? Cổ nhân đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến có 3 loại phẩm chất này. Người mà có 3 phẩm chất này thì nhất định sẽ là người bạn trung trinh, luôn hỗ trợ ta hết mình và không vụ lợi trong cuộc sống. Quý vị hãy cùng chiêm nghiệm qua video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, đó chính là phẩm chất đức độ, chính là phúc khí. Trong kinh dịch viết, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tài vật. Ý rằng đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật, hậu đức tái vật, nghĩa là lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật. Người xưa cũng ví đạo của đất là thiện lương từ bi, đất có thể chuyên trở vạn vật, sinh mệnh và con người. Đức có dày cũng như mặt đất bao dung nâng đỡ tất cả. Vì đức dày nên mới có thể bao dung chứa mọi sự vật, sự việc. Đức dày chính là phúc khí lớn nhất của đời người. Có đức một phần là có phúc một phần. Có đức 10 phần thì cũng có phúc 10 phần. Đức ấy giống như mạch nước ngầm dưới lòng sông, có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng trên bề mặt lại không một chút gợn sóng. Người cao quý không phải bởi danh phận, mà chính bởi đã tôi luyện đức độ, khiến cho người ta trong ngoài đều sáng, tinh thần lẫn thể chất đều tỏa ánh hào quang lương thiện. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử cũng cho rằng thứ lộng lẫy phồn hoa danh lợi thì rất mỏng manh, thật sự bền vững chỉ có đạo mà thôi. Đạo ấy chính là thuần pháp mộc mạc, là có thể quay trở về trạng thái tự nhiên vốn có. Điều này cho thấy rằng một người đạo cao đức dày thì tư chất nhất định phải mộc mạc và chân thành. Đừng chạy theo sự phồn hoa hư danh, bởi một khi một mực theo đuổi chúng, người ta sẽ trở thành kẻ đạo đức giả. Đức độ không liên quan đến tài năng và học thức, nó thuộc về phạm trù đạo đức. Trong cuốn Tư Trị Thông Giám, nhà sử học Tư Mã Quang từng nói: người quân tử dùng tài để hành thiện, kẻ tiểu nhân dùng tài để hành ác. Người dùng tài hành thiện thì không thiện nào không đến, kẻ dùng tài hành ác thì chẳng ác nào không qua. Nếu một người lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, không biết quan tâm đến người khác, thì lòng dạ họ chắc chắn không đủ khoáng đạt và bao dung. Người được gọi là nhân hậu, ắt phải biết lo cho người khác mọi lúc, mọi nơi. Nghĩ cho người khác chính là hy vọng cuộc sống của họ được hạnh phúc, mỹ mãn, bớt khó khăn, khổ nạn. Tâm giữ thiện niệm là cái gốc, không vì việc ác nhỏ mà làm, cũng không vì việc thiện nhỏ mà không làm. Dốc sức giúp đỡ người khác được gọi là cái thiện nhỏ, sẵn sàng lao vào nước sôi lửa bỏng vì nghĩa mà xả bỏ sinh mệnh thì được gọi là cái thiện lớn. Mặc dù đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tha thứ, bao dung chỉ là một việc thiện nhỏ, nhưng người nhân hậu lại muốn mang trong mình một phẩm chất cao quý này. Họ rất nhiệt tình, chủ động hòa mình, tham gia những công việc có ích, chiếm được lòng tin của số đông. Ai cũng vui vẻ ủy thác trách nhiệm cho họ. Người đức dày, phúc hậu cũng chính là người thông minh thật sự. Ai cũng muốn kết giao. Ở gần họ, người khác cảm thấy thoải mái, yên ổn, cảm nhận mình được tôn trọng và tin cậy. Bởi vậy, người đức dày có thể kết duyên được với nhiều người, qua đó tích tụ được phúc báo, thuận lợi trong mọi chuyện, dù là trên đường làm người hay làm việc.
trong lòng luôn luôn thương xót người khác, trong mọi hoàn cảnh luôn nghĩ cho người chính là một loại phúc hậu. Người phúc hậu bản thân luôn nghĩ làm được việc tốt giúp người khác, không tư lợi ích kỷ. Bởi vậy, khi kết bạn với những người phúc hậu, bạn cũng không cần phải nghĩ cách đề phòng họ. Phẩm chất thứ hai, khiêm nhường biểu hiện hàm dưỡng. Trong Chu Dịch viết rằng, khiêm tốn là cái gốc của đạo đức, nhường nhịn đứng đầu mọi loại lễ nghi, phép tắc. Người khiêm nhường tao nhã là người có đức hạnh cao, có tấm lòng độ lượng bao dung, cũng là người một lòng cung kính đối với mọi việc, mọi người xung quanh. Sự cung kính đó không phải bắt nguồn từ lòng sợ hãi mà xuất phát từ sự tôn trọng. Đức hạnh của con người ví như nền nhà, danh dự, quyền lợi, của cải ví như căn nhà. Khi nền móng rất nông mà nhà rất cao tầng, căn nhà sẽ xuất hiện nguy hiểm, gây ra nghiêng lệch, không chắc chắn, thậm chí là bị sập. Nền móng kém thì lầu cao bị nghiêng, đức bất phối vị, tai họa giáng xuống. Trong cuộc sống hiện thực, có những ngôi sao nổi tiếng sau đó rớt xuống, có những người nghèo đột nhiên giàu lên sau một đêm, sau đó lại bị trọng bệnh và cả người lẫn của cũng chẳng còn. Có những cán bộ thăng quan tiến chức nhanh chóng, sau đó lại rơi vào tù ngục. Người ta buồn bã mà than thở, không hiểu rõ được vì sao danh tiếng, tiền bạc, quyền uy của họ lại không đem tới cho họ hạnh phúc mà lại là tai họa. Kỳ thực, khi đức của một người mà thấp, trong khi có địa vị cao, đó chính là đức vị bất phối, giống như đi cà kheo, nguy hiểm như leo lên vách núi. Quẻ khiêm trong Chu Dịch có viết, đạo trời là rút bớt chỗ dư thừa mà bồi đắp chỗ thiếu hụt. Quy luật của đất đai là chỗ cao lồi thì bị xói mòn, còn chỗ trũng thấp thì được đắp bồi. Luật quỷ thần thì trừng phạt kẻ ngạo mạn, ban phước cho người khiêm tốn. Đạo làm người thì tự mãn bị ghét, còn khiêm hạ được thương. Như vậy, người xưa nhìn nhận rằng, dù là đạo trời hay đạo làm người, cái gốc đều ở một chữ khiêm này. Núi cao trùng điệp không ở giữa vùng đất rộng lớn mà ẩn trong lòng đất. Sự cao lớn của nó không để lộ ra bên ngoài. Điều này cũng giống như người có đức hạnh cao. Bề ngoài nhìn vào thì trông chất phác, đơn giản, nhưng chính là hữu xạ, tự nhiên hương, chí khí ngất trời. Trong phép ứng xử, nếu người ta có thể lùi một bước mà nhượng bộ thì sẽ thấy được một cảnh giới khác. Không ngạo mạn chính là khiêm, lùi một bước chính là khiêm, nói thêm một lời cảm ơn xin lỗi cũng chính là khiêm vậy. Trong Sử Ký có ghi chép về chuyện Lão Tử và Khổng Tử gặp nhau. Lão Tử nói, một thương nhân có đầu óc thông minh lanh lợi sẽ rất hiểu giá trị ẩn chứa của một món hàng, mặc dù nó có thể vẻ bề ngoài rất tầm thường, không có giá trị gì. Bậc quân tử phẩm chất cao thượng rất hiểu được đạo đức nội tại ẩn giấu của một con người, cho dù vẻ bề ngoài của họ dường như là rất ngờ nghệch chậm chạp. Đây chính là điều mà người xưa vẫn gọi là đại trí nhược ngu, nghĩa là người tài giỏi có vẻ ngoài đần độn. Tăng Quốc Phiền cũng từng nói, giữa đất và trời duy chỉ có khiêm nhường là đạo, mang lại tài phúc. Kiêu ngạo sẽ sinh ra tự mãn thì dễ bị thất bại. Khiêm tốn chính là tu dưỡng một tâm thái bình thản, là một loại cảnh giới rộng lớn, bao la, giống như trở về bản chất vốn có của ngọc quý, sáng mà không chói lọi. Vậy nên đừng bao giờ tự mãn kiêu căng, cũng đừng bao giờ tự cho mình là bậc cao nhân, là số một. Hãy nuôi dưỡng cho mình một sự cao quý từ chính phẩm chất khiêm nhường và đẩy lùi sự hèn mọn. Phẩm chất thứ ba, trầm tĩnh là thể hiện của trí tuệ. Tĩnh là một loại trí huệ mà người xưa luôn tôn sùng. Người xưa nói tĩnh có thể khắc phục được tính khí nóng nảy của bản thân. Trí huệ, đạo đức của chúng ta, tất thảy đều từ sự thanh tịnh, thoát tĩnh mà ra nội tâm. Mỗi ngày huyên náo là một ngày tâm thái thấp thỏm âu lo. Tính khí nóng nảy, giận dữ cũng không thể khai mở được trí huệ. Ông cha ta cũng từng dạy, tĩnh sau đó mới có thể an, an sau đó mới có thể nghĩ, nghĩ sau đó mới có thể đắc được. Tĩnh
có thể sản sinh ra trăm loại trí huệ. Đạo gia rằng, tâm hồn người ta phải ở trạng thái thanh tĩnh, bởi tĩnh mới sinh ra định, định mới có thể sinh trí huệ. Các bậc cao nhân sở dĩ nói, nước tĩnh cực điểm có thể thấy được hình ảnh rõ ràng, tâm tĩnh cực điểm có thể sinh ra trí huệ là như vậy. Thời còn trẻ, Tăng Quốc Phiên rất hay nóng giận khi hành xử và làm việc. Thầy dạy của ông là Đường Giám khi đó đã tặng Tăng Quốc Phiên một chữ tĩnh. Từ đó mỗi ngày, Tăng Quốc Phiên đều dành thời gian tĩnh tọa để thanh trừ tạp niệm, thả lỏng thân tâm, cũng có thể suy ngẫm về những lỗi lầm của mình, từ đó mà thu được rất nhiều lợi ích. Đường Hạo Minh, chuyên gia nghiên cứu về Tăng Quốc Phiên, có một bài học luận rất sâu sắc về vấn đề này. Ông nói người ta tới tuổi trung niên, nghe thấy đã nhiều, kinh nghiệm đầy mình, quan hệ phong phú, làm việc có phương pháp là việc tốt. Nhưng đồng thời, người ta cũng hay lo nghĩ dục vọng quá nhiều, tinh lực phân tán, tinh thần phân vân lại là việc không tốt. Vậy làm thế nào để phức tạp trở nên đơn giản và thanh tịnh? Để phân tán biến thành tập trung, cần phải tu tâm tĩnh là tống khứ nóng giận, tống khứ phồn hoa. Đây là phương pháp tốt nhất. Có thể thấy rằng, những người gấp gáp, bước chân vội vàng thường sẽ bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta có thể đã từng phung phí những năm tháng cuộc đời hoặc lê bước trên đường đời lầy lội nhấp nhô. Nhưng nếu chúng ta có thể dừng lại một chút, thản nhiên nhìn xuyên qua những phức tạp phồn hoa và tìm một chút an tĩnh trong tâm, khi đó chúng ta sẽ có thể dễ dàng cảm nhận được những niềm hạnh phúc trong cuộc sống bình dị này. Sự thanh thản, bình an ấy, nghìn vàng cũng khó mà mua nổi. Quý vị thân mến, đức độ, khiêm nhường và trầm tĩnh là những thứ tại...